Nếu anh em có nhu cầu mua robot, hãy ghé ngay robotviet.com, nơi bán robot giá rẻ, an toàn, uy tín. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với tựa game Lock Root nha mọi người. Thì được rồi, hôm nay chúng ta sẽ làm cái gì nữa đây? Thì đó là chúng ta sẽ coi thử cái trái ác quỷ Mochi sau khi nó sửa lại cái chiêu V thì nó sẽ có gì khác biệt, hình như chiêu V và chiêu X nữa, và đổi ngoại hình này kia có rất là nhiều. Thì mình coi thử cái sau khi nó sửa lại thì cái sức mạnh của nó như thế nào, và nếu mà được thì mình sẽ thử kết hợp với cái tộc V4. Thì cái tộc V4 của mình hiện tại mình đang sử dụng đó là cái tộc Cyber bông luôn. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ random một trái quỷ ha. Như là mình bây giờ mình đã random được rồi. Rồi coi mình random. Lại là trái chấn động, hồi nãy mình mới vừa cái gì ta, mới vừa đi lượm một trái chấn động ở một cái clip trước, và bây giờ lại là random một trái chấn động luôn. Ngon ha. Thì trái chấn động này để dành, mình sẽ đi hất tỉnh cái trái này, cái gọi là cái gì ta, mình sẽ lấy, mình đi hất tỉnh cái trái phượng hoàng cho cái đích phụ của mình. Được rồi, bây giờ mình sẽ lấy trái Mochi ra ha. Thì mình đã tẩy về điểm lại rồi, bây giờ mình sẽ lấy ra. Và mình nghe nói nó đổi được màu, cái thứ này kia rất là nhiều. Và nghe nói mấy bạn kêu là chiêu ít bây giờ rất là củ chuối này kia. Thì hiện tại mình đang sử dụng cái đó, cái màu haki mới á mọi người, đó là màu haki màu xanh. Rồi bây giờ mình sẽ ra, mình sẽ test với quái trước, và có cái đích phụ mà ở đây, xíu nữa mình sẽ đi test với cái đích phụ mình ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi test ở những con quái này, thì coi thử coi chiêu thức và màu của nó như thế nào, để không mà mấy bạn bảo là nó được sửa lại. Đầu tiên thì mình sẽ gồng lên ha, coi mình gồng lên thử coi đổi màu thì nó sẽ đổi cái gì. Ok, mình bấm nhanh quá mọi người. Mấy bạn bảo bây giờ chơi chiêu ít đánh khó trúng để mình thử. Chiêu ít hồi xưa mình nhớ cỡ để xa xa nó cũng đánh được, bây giờ mình thử gồng coi. Nó cũng như vậy thôi. Không biết là mấy bạn kêu nó sửa thì sửa cái gì thì mình không biết, còn mình sẽ thử chiêu ít đi. Thử chiêu ít thí dụ nó làm nè, nó làm hiệu ứng bột rớt rớt nè. Bây giờ thử đánh chiêu ít, nhớ mà thí dụ như hồi xưa mọi người đánh chiêu ít xa xa nó vẫn dính, còn bây giờ nếu mà chiêu ít thí dụ đánh chiêu ít chỗ này đi, nó vẫn trúng mà mọi người, chiêu ít nó vẫn trúng mà. Sao mấy bạn kêu chiêu ít nó cùi chỗ nào vậy mấy bạn? Nó sửa lại thì mình nghe đâu nói là nó sửa lại, đây là cái bánh xe đó. Hiệu ứng, mình thấy hiệu ứng rồi. Thì ra là vậy. Còn mấy bạn chơi chiêu V nó chuối thì để mình coi thử chiêu V nó chuối là nó chuối như thế nào nhé mọi người. Ủa gì vậy? Hết chiêu V rồi hả? Thiệt luôn á hả? Thiệt luôn hả mọi người? Cái chiêu V kiểu gì á? Cái chiêu V rồi đi. Chiêu X thì hiện tại server nó có lag đó. Hiệu ứng thì ra là hiệu ứng. Ủa sao chưa quên vừa đấm mấy cái hết rồi? Nhìn được đó, mình thấy cũng ok mà mấy bạn, mình thấy cũng ok phết mà. Sao bạn lại chơi, mấy bạn sao bây giờ mấy bạn lại chơi nó lỏ như thế nào? Để mình thử, nếu mà combo với người đi, bây giờ mình để cho nó hồi hết chiêu thức, mình sẽ thử combo với cái chính của mình, cái phụ của mình, coi thử coi nó như thế nào. Thì combo cái này thì nó cũng không có gì gọi là quá phức tạp. Combo nó không có gì gọi là quá phức tạp nè. Yes. X. Ủa gì vậy? Sao nó không trúng à? Hồi nãy bị chết chưa bật BB lên. Hàng gì? Bị chết chưa bật BB lên hàng gì? Không có mở, không có đánh được. Đâu để mình thử lại nha. X nè. X vẫn ngon mà. Sao mấy bạn lại chơi? Ngon mà mọi người, chẳng ngon mà. Sao bạn lại chơi cái gì giờ? Không biết bạn chơi cái gì giờ. Thì ngoại hình nè và chiêu ít, mấy bạn bảo là chiêu ít nó rất, bây giờ nó rất là chuối luôn. Chuối ở đây có nghĩa là chuối như thế nào mình không biết, mình thấy nó cũng còn ngon mà. Nói với mấy bạn chuối của mấy, ý chuối của mấy bạn là chuối sao? Mình thấy nó cũng không có gì gọi là quá là khác biệt mà mọi người. Để rồi mình lấy cái nít phụ mình đánh cái nít chính mình cái cho nó lên, nó lên cái lóng để mình bật tộc lên, rồi mình kết thử, mình kết hợp với cái tộc của nó nha mọi người. Đó, mình chuyển qua đây mình đấm nó lại cái hai cái cho nó mình lên full. Đó. Bật cái lỗi năng lượng lên và khất tỉnh lên. Đó, gọi là Mochi kết hợp với tộc V4 nè. Bùm. Cũng ngon mà, sao các bạn lại chơi? Đây bật tộc lên cái nè, chết luôn á. Đó.
mình thấy cũng ngon phết mà sao mấy bạn lại chơi vậy? Thấy ngon mà ta, sao mấy bạn lại chơi? Chơi là chơi cái điểm nào của trái mochi nữa, sửa lại là sửa như thế nào? Mình thì mình không phải một người bê bê nhiều nên mình không biết, còn mình chỉ thấy là có sửa hiệu, có sửa hiệu, sửa ngoại hình nè. Còn chiêu vơi thì chiêu vơi đồng nó có sửa ngoại hình của chiêu vơi nè, nó đổi màu theo haki đó. Cái này thì biết lâu rồi, cái này thì chúng ta biết lâu rồi. Còn không biết là mấy bạn kêu là đổi cái gì, để mình coi thử, coi vô coi là có gọi là thức tỉnh, có cần bật cái gì thức tỉnh thêm lên không. Đâu rồi, cái ông thức tỉnh nó rồi, cái ông này đúng không, cái ông rồi choi nè, để mình coi thử coi, mình bật lên hết rồi mà đó, bật lên hết rồi. Thì ở đây thì mình cảm giác đó là mình xài thì mình thấy nó vẫn còn ok mà mấy bạn, sao mấy bạn lại chê nó cùi? Cùi của mấy bạn là cùi như thế nào đó? Đổi hình à, đổi ngoại hình hả? Cái gì vậy, sao vậy mà hụt là sao vậy? À đẹp ha, cái hiệu ứng đẹp ghê luôn á. Nó đổi hiệu ứng, nó đổi màu nhìn đẹp ghê luôn á, giờ nó nổ điện đổi màu đẹp ghê luôn á. Rồi cái là ngoại hình đẹp nè, ngoại hình chui sơi ngầu, chui sơi chui vơi đó, kết hợp với tộc V4 nữa thì thôi hết bạc. Ủa sao hụt chui ít? Khó trúng thiệt á. Cái chiêu ít đánh ở dưới đất bung lên á thì nó, cái này cũng có đam luôn, cái tộc này à. Đây đây mình thử lại ha, phải để ngay chuột ngay tâm nó mới trúng mọi người à, nó không giống như hồi đó nữa. Ra vậy, để méo méo là nó không dính. Chiêu sơi thì bây giờ nó cứ theo màu haki rồi, bây giờ mình đổi cái màu haki khác là nó sẽ nổ cái điện khác nè cho mọi người coi ha. Nó đổi màu haki khác thì nó sẽ nổ cái điện khác. Ngon á, thấy cái gì cũng, cái này thì nếu mà mấy bạn nào thích chơi màu mè qua lá hẹ giống mình thì sẽ thích những cái này đó. Đổi qua điện đỏ đi, đổi qua điện đỏ nè. Xài xài chữ C điện đỏ coi, đỏ thẫm chữ C nè. Bùm, đẹp chưa, đẹp chưa đẹp đẹp phết đó chứ. Được cái là đổi màu là mình thích thôi, còn chiêu ít thì hơi hơi khó trúng thiệt. Chiêu ít này thì tại vì này là do cái con nhân vật của mình đứng yên, thì cảm giác của mình thì mình không thấy nó khác biệt nhau nhiều lắm. Mà những cái bạn nào bê bê dùng trái vật cỏ, trái mochi nhiều, người ta phản đối khá là nhiều, người ta bảo là sửa lại chiêu ít khó đánh quá. Mình không biết khó đánh là khó đánh của mấy bạn là chỗ nào, còn mình thì mình cảm giác nó vẫn ok đó. Nó hơi khó một xíu thôi, tại vì mình đánh cái này là mình chưa có thực chiến mọi người à. Khi nào mình thực chiến thì mình mới biết được. Còn đối với mình thì mình cảm giác nó sửa được cái gì ngoại hình nè. Còn chiêu ít thì mình chưa cảm giác là nó khó cái nào, đó là tùy vào cách sử dụng của các bạn thôi. Còn mình hiện tại thì mình chưa thấy nó khó gì hết. Để mình đổi một cái màu hồng khác ha. Ra mình thích cái hiệu ứng này nha, cái hiệu ứng gọi là màu mè này là mình thích đó. Đổi gọi là nó không còn mặc định là cái màu điện mặc định nữa. Bây giờ gồng lên nó, nhìn mọi người nhìn đẹp phết không? Đó, cái màu hồng nhìn đúng đẹp luôn á. Gọi là thích màu mè thì chơi cái này thôi. Còn mấy bạn gọi là một người thích bê 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 thì khác. Còn mình thì mình thích kiểu vậy. Đó, chiêu vơi. Đấy, đó, hiệu ứng bung 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 ra thì nó màu hồng nè. Đó, đẹp đẹp đẹp, được được được. Mạnh hay yếu là không biết, nhưng mà nói chung là có mấy cái hiệu ứng này vô là nhìn khoái rồi. Còn riêng đối với mấy bạn thì không biết thì mấy bạn chọn cái gì. Bây giờ mình sẽ thử kích kích cái tộc lên cái nữa ha. Mình thử kích cái tộc của mình lên cái nữa. Kích cái tộc của mình lên. Kìa, bị cái gì vậy? Mình sẽ thử kích cái tộc của mình lên nha mọi người. Mình kích cái tộc của mình lên để coi thử coi sức mạnh của cái này khi mà có tộc vô thì để đánh nó sẽ như thế nào. Kìa. Rồi, đâu qua đó, thức tỉnh lên. Đó, bây giờ mọi người nhìn thấy đẹp chưa? Một chiêu xây. Ủa sao bị 3 trên 3? Chắc là hồi nãy mình test nhiều quá nó chết. Đẹp chưa? Đẹp là được mọi người, đối với mình đẹp là được. Mình bê bê gà mà, mình bê bê có một combo một thôi à. Mấy cái này thì mình làm cho bạn nào cần thì bạn nó coi thôi. Còn đối với mình, hồi nãy giờ mình đã nói, chiêu ý thì mình không thấy nó khác biệt gì lắm. Mà mình cảm giác cái chiêu Z nó bay chậm hơn mọi người ạ. Cái chiêu Z nó bay chậm hơn nha. Không biết là mấy bạn như thế nào, nhưng mà mình cảm giác cái chiêu Z nó bay chậm hơn. Đây, mình cảm giác cái chiêu Z nó bay chậm hơn thôi mọi người ạ. Mình chỉ thấy như vậy thôi. Phơi ha. Mình thích nhất cái này mọi người, thích nhất cái hiệu ứng này. Bùm.
Ồ, hiệu ứng nhìn đúng ngầu luôn á, hiệu ứng nhìn đúng đẹp luôn mọi người ạ. À, để mình chụp lại một tấm hình ha, chụp lại một cái tấm hình nổ nổ hiệu ứng của cái trái mochi này. Đấy, nó nhìn đẹp vậy mà. Đấy, chờ nó hồi lại cái nữa, chờ nó hồi lại cái nữa. Wow nè. Đúng đẹp luôn. Đã chụp lại cái nữa, tấm nào đẹp thì mình chụp lại mọi người ạ. À, thì được rồi, mình nghĩ là mình sẽ kết thúc cái video gọi là test thử cái trái mochi này. Khi mà các bạn bảo là nó sửa lại khá là nhiều, nhưng mà mình cảm giác là nó chỉ sửa một cái hiệu ứng và sức mạnh thì mình thấy nó không giảm bao nhiêu. Nhưng mà mấy bạn, những người nào mà người ta thường sử dụng những cái trái mochi để đi bơi bơi á, thì người ta bảo là chiêu ít nó khó đánh. Còn riêng với mình thì mình thấy nó không có gì thay đổi ở chiêu hơi ít hết. Còn đối với bạn, hãy bạn suy nghĩ gì cái chiêu ít của nó như thế nào, hãy để lại bình luận bên dưới nha. Còn mình thì mình thấy nó càng ngày nó càng đẹp hơn thôi, chứ không có gì hết. Còn bơi bơi thì tùy vào cách sử dụng và cách kết hợp combo của bạn như thế nào nhé. Rồi, cũng cảm ơn mọi người đã chút thời gian để xem clip mình nhé. Hẹn mọi người clip sau. Bye bye.